Anh hướng dẫn cách cho liều lượng thuốc duỗi tóc lần 1 và lần 2 không ạ? Hôm nay mình sẽ trả lời cái câu hỏi của bạn này. Tức là khi mà anh em sử dụng những cái thuốc duỗi tóc, tức là tóc anh em đang xoăn hoặc là bông hoặc là do uốn gì đấy đúng không? Mà bây giờ tóc anh em muốn thẳng ra thì lúc này anh em sẽ sử dụng đến thuốc duỗi tóc. Và thuốc duỗi tóc ấy thường nó sẽ có hai loại thuốc, đó là thuốc số 1 và thuốc số 2. Tức là nó là một cặp nhé. Tức là khi mà duỗi tóc thẳng, anh em muốn duỗi tóc thẳng ra thì anh em cần phải có cả hai cái này đấy thì nó mới làm thẳng và lâu và bền được. Thì bây giờ nếu như mà cái tóc của anh em ấy mà khỏe, thường thường khi mà cái thuốc duỗi người ta sản xuất ra ấy, thì cái liều lượng của nó hầu như là nó sẽ dành cho những cái tóc khỏe, hầu như là dành cho những cái tóc khỏe, rất ít khi là dành cho những cái tóc yếu, rất ít hãng người ta làm cho tóc yếu. Thì lúc này thì cái tóc thuốc của mình nó khỏe đúng không, mà nó chỉ áp dụng cho cái tóc khỏe. Tức là cái tóc của mình ví dụ như tóc anh em nó đang xoăn tự nhiên đi, tức là trước đấy anh em không có làm gì cả, tóc anh em là cái tóc hoàn toàn tự nhiên hết, không có uốn nhượng không có gì hết mà đang xoăn đúng không, anh em muốn thẳng đúng không. Rồi bây giờ anh em đổ thuốc ra, anh em dùng luôn cái thuốc đấy, anh em bôi thẳng lên luôn, anh em không cần phải pha gì cả đấy. Còn những cái bạn nào mà đã nhuộm hoặc là đã uốn trước đấy thì ví dụ như tùy cái tình trạng, ví dụ như là cái tóc anh em mà mới uốn đúng không, mới uốn rồi bây giờ anh em muốn đi duỗi nó ra, muốn duỗi nó ra, dùng thuốc để duỗi ra thì anh em nên pha loãng thuốc nó ra, ví dụ như là một thuốc một nước, một thuốc với một nước nhé. Đấy anh em quấy đều lên, anh em bôi rồi trải ra nó sẽ thẳng ra nhá. Đấy còn nếu như trong tình trạng mà tóc anh em đã nhuộm, tức là trên cái tóc của anh em nó có cái màu nhuộm ấy, thì lúc này anh em phải pha loãng ra một chút nữa, ví dụ như là một thuốc hai nước đấy, loãng ra sau đó là vừa bôi mình phải canh nữa, mình bôi mình phải canh nữa, thấy nó thẳng thẳng rồi là mình đi xả đúng không. Lúc này tầm cứ bôi lên, anh em cứ bôi lên khoảng 5 7 phút đến 10 phút đấy, bôi thẳng cảm thấy nó thẳng là mình sẽ đi xả thôi. Cái này là anh đang nói những cái sản phẩm anh cung cấp cho anh em chứ anh không nói tất cả những cái sản phẩm ngoài kia. Đấy, chính vì thế mà nếu như mà anh em mua những cái sản phẩm ở bên anh ấy thì có thể là tham khảo cái video này của anh, còn những cái sản phẩm khác ấy, anh em sử dụng những cái sản phẩm khác ấy thì anh em còn phải tham khảo những cái người mà người ta bán cho anh em nữa thì như thế nó sẽ dễ hơn cho anh em nhé. Đấy thì tóm lại đó là cái thuốc số 1. Còn cái thuốc số 2, cái thuốc số 2 thì tóc yếu hay là tóc không yếu hay là tóc như nào thì anh em đều bôi được hết, không cần phải pha phụ gì cả. Không cần phải pha gì nhá. Cái thuốc lần 2 ấy, sau khi mà đã được được thuốc lần 1 đúng không? Mình sử dụng thuốc lần 2 để mình định hình, để mình giữ cái lớp tóc thẳng đấy ấy. Thì lúc này mình chỉ cần đổ ra để mình bôi thôi. Tóc anh em yếu hay là không yếu anh em cứ bôi thẳng thôi, không cần phải pha gì cả. Có chăng thì là cái thuốc số 1 này anh em phải lưu ý cái vấn đề đấy.